Qua đi bao nhiêu yêu thương phai dấu, qua đi bao nhiêu âu lo nương nấu. Cha mong yên vui theo ta mãi mãi, mẹ mong tương lai cây tươi đơm trái. Tình bạn càng thâm thiết, tay trong tay nắm chặt. Ôi bao dung làm thầy luôn quan tâm, người sẽ chia bên nhau tháng năm. Mình nổi chú dây mai trường, hãy cố gắng giữ lấy những khoảnh khắc đã thấy là một niềm tin bắt đầu. Hãy bước tới phía trước để đôi anh nắng là một ngày mới bắt đầu. Có những lúc vấp ngã, có những lúc sôi trà, cuộc đời đôi khi như trà giá. Một thứ giấc ban mai nghe ta yêu thương ai là một niềm vui trở lại. Có những lúc vấp ngã, có những lúc sôi trà, cuộc đời đôi khi như trà giá. Một thứ giấc ban mai nghe ta yêu thương ai là một niềm vui trở lại. Phi Anh, đi đâu đó? Dạ, con đi về thầy. Hôm nay là ngày cuối tuần được về nhà mà thầy. Ai cho em về? Phá cho đã rồi bỏ về hả? Trời ơi, cái gì vậy không biết. Thầy, thầy, hồi quá. Tụi em đâu có phá đâu thầy. Tụi em đang làm thí nghiệm khoa học mà thầy. Thí nghiệm thành công mỹ mãn mà thầy. Đúng rồi đó. Không có nói nhiều. Ai bày ra cái trò này? Dọn dẹp hết đi. Vậy, chừng nào tụi em mới được về thầy? Hỏi cái sàn nhà đi. Ông đứng dậy cho tôi. Quá đã. Cho tụi bay dọn tới chiều luôn. Tới chiều. Tụi bay nói gì vậy? Nói gì đâu. Thôi đi. Muốn về sớm không? Làm việc đi. Tôi biết rồi bà. Giờ sao? Giờ ra lấy đồ dọn chứ sao? Chào thầy. À, ngồi đi thầy Huy. Dạ. Tôi đang lo chuyện thầy xin nghỉ đây. Thầy thông cảm. Ba em đổ bệnh đột ngột quá. Ung thư giai đoạn cuối rồi thầy. Lớp 12 mà vắng giáo viên chủ nhiệm một tháng thì rất khó cho trường. Vì vậy em đã giới thiệu bạn của em là giáo viên dạy rất giỏi và nhiệt tình. Nhưng dạy giỏi và làm giám thị giỏi là hai công việc hoàn toàn khác nhau. Dạ em biết. Nhưng em có lòng tin là Tường sẽ làm được. Ê, đi quậy không tụi bay? Ê, đi. Đi đi cái gì? Đi gì nổi nữa mà đi. Lào hết lớp là đủ như trái chuối rồi. Cái đồ bún thiêu. Bún thiêu thì sao? Đi, về bố mình đi. Hương Thảo, đi chơi không? Đi nha Thảo. Đi Thảo. Ê, sao mày rủ con mình nói vậy mày?
kể tao. Thảo không đi đâu. Thảo về nhà. Vậy thôi, để Nam đưa Thảo về. Đi đi mà. Không cần đâu, Thảo về một mình được rồi. Mình về trước đi. Sao mày nhìn theo hoài vậy mày? Kệ tao. Thôi, đừng có đụng vô nỗi đau muôn thở của nó nữa. Cái gì mà nỗi đau muôn thở? Hỏi gì hỏi, im hết đi. Ê thằng kia, tự nhiên la lớn là sao mày? Tại nó hỏi với bộ. Giờ sao Nam, đi đâu? Đi đâu kệ tụi bay, tao đi về nhà. Trời quê. Thôi tao về trước nha, bye bye tụi bay. Lâm, còn bạn sao? Thì đi về nhà luôn chứ làm sao. Bye bye. Chán quá, giờ sao mày? Thì tụi nó nói rồi đó, đường ai nấy đi, nhà ai nấy về. Mà giờ này nhà tao đâu có ai đâu. Giờ này má mày đi chợ bán rồi hả? Ừ. Thôi thì đi bộ với tao đi, để mở rộng hiểu biết. Đi. Hương Thảo, ăn kẹo đi con. Kẹo này ba với dì mua ở Singapore đem về đó. Dạ. Anh ơi, tắt giùm máy lạnh đi, lạnh quá nè. Chờ chút xíu, con ngồi chơi đợi ba chút nha. Dạ. Con chào hai. Con má con ở nhà không hai? Không có con ơi, bà đi ăn tiệc rồi, chỉ có dưỡng nhà thôi à. Mà con có vô không? Dạ thôi. Hai ơi, hai lên phòng con á, lấy giùm con mấy cuốn tập con để trên bàn. Mà đâu có biết con để đâu. Thôi con vô lấy đi. Vô đi con. Hai đi với con nha. Được rồi. Đi. Con mới về hả? Bà Hai. Dạ. Bà đi đâu vậy? Dạ tôi đi theo con Thảo. Dẹp, đi mua cà phê liền cho tôi. Dạ, để con Thảo nó lấy tập xong rồi tôi đi mua cà phê. Đi mua liền, tôi đang thèm. Con xong rồi, con qua nhà ba con nha. Ừ, con đi đi. Dạ. Ừ. Qua nhà ba, làm như ba quý lắm vậy. Con đi nha hai. Ừ đi đi con. Dạ. Ừ. Vì con sắp sanh nên hơi khó chịu một chút. Con hiểu mà. Gì đó em? Kẹo đâu rồi anh? Anh ở dưới này. Giờ em ăn cháo thịt trước đã nha. Ăn cháo hoài ngán muốn chết à. Em muốn kẹo à. Ba, ba đem cái này lên cho dì đi. Ừ, ba đòi như vậy chứ. Ba cũng đâu ăn được bao nhiêu miếng. Ba cứ đem đi. Con chào ba chút xíu nha. Thank you.
Anh hai. Gì vậy? Còn tụi bay nữa. Làm cái gì trong phòng của tao? Nhảy. Cái gì vậy? Ngủ một chút có gì đâu. Đi ra hết chưa? Đi ra. Nhảy. Đi ra. Đi ra. Làm gì không biết nữa. Gì? Trên ra coi. Mày đừng có nóng. Để tao kêu nó qua phòng của tao. Qua đây tụi bay. Đi lẹ đi. Đi. Ôi. Đi lẹ đi. Nè, tụi bay đi chết hết đi. Phòng ổng đi không hút, kéo hết ra phòng mình. Hồi những cái toilet vậy đó. Nằm đây không biết dính sida không nữa. Kính thưa quý vị, trong chuyên mục gia đình và xã hội ngày hôm nay, chúng tôi rất hân hạnh được giới thiệu nhà doanh nghiệp Hoàng Quân, người đã có nhiều đóng góp cho các quỹ từ thiện của thành phố. Xin chào ông. Gia đình là nền tảng của xã hội. Phải không vậy trời? Gia đình có những mở ngay lúc ông già lên tivi nữa. Đẹp. Tôi luôn luôn quan tâm giáo dục các con tôi để trở thành những công dân tốt. Tốt quá. Ba thằng để hết hai thằng nghiện xì ke. Nhà tôi có ba cháu. Công dân tốt. Hai cháu học đại học, còn một cháu học lớp 12. Các cháu đều rất ngoan và biết yêu thương bố mẹ. Xì ke em học đại học. Và bây giờ chúng ta hãy xem đôi nét về cuộc sống đời thường. Có nước hai ổng vô đại học nghiện thì có. Nhậm nhí. Ba ở đâu vậy ta? Ê, ghê quá à. Gì vậy? Ghê cái gì mẹ khờ? Ta đóng phim tình cảm thôi mà, mới thấy hả? Mệt bà ghê. À! Chị có sao không chị? Sao gì? Tụi bé có mắt không hả? Ê, qua đây. Có bốn con mắt nè, bà thấy không? Sao con nhà ai mà mất dạy quá vậy? Mất dạy gì? Bà đi guốc tấc hai, té là phải rồi, đổi thừa ai? Cái gì? Tất hai hả? Bu đó coi, hiền quá, người ta ăn hiếp biết không? Ngu quá. Trời ơi, tới cảnh quay này mà còn đứng đây ghi lộn nữa. Hai con này nè, nó làm té em, nó còn chửi em nữa. Chân đau không quay, mai diễn. Em muốn về thì báo đạo diễn á, anh không biết. Lần này tao tha cho tụi bay đó nha. Sao, không tha sao? Sao? Đi, bà nha, tối ngày hiền, tôi bực mình bà lắm á nha. Rồi, chậm chậm thôi. Tốt. Đúng rồi. Cái chuyện nãy dữ quá ha. Ok. Ba. Gái. Dạ chào chú. Đi đâu đi con? Con mới đi học về. Ba ăn gì chưa? Một chút ba với mẹ đi ăn cơm. Vậy hả? Đứng chờ chút với ba nghe. Dạ. Anh, nãy giờ anh quay cái gì vậy? Giới thiệu với em, đây là con gái của anh.
Ủa, con gái anh đó hả? Sao mà dễ thương trắng trẻo vậy? Ba, mẹ đâu rồi ba? Mẹ con chắc đi lòng vòng đâu đây nè. Vậy con đi kiếm mẹ, xíu con quay lại nha. Bye bye ba. Bye bye. Đi nha. Anh, bây giờ em làm gì hả? Em coi lại kịch bản đi. Rồi học phải lại cho kỹ nha. Học thuộc mới được ra hiện trường đó. Mẹ. Dạ chào cô. Mới đi học về đó hả? Dạ. Thôi, cô quay trở lại trường đi. Tối nay ba mẹ còn bận quay đêm nên là không có ai ở nhà đâu. Chị Hằng ơi, tới cảnh của chị rồi. Ok, chị ra liền. Dạ. Giờ sao? Lại tối nay á, ba mẹ đi quay đêm không có ai ở nhà đâu. Ủa dạ. Giờ sao đây? Có về trường không? Chào má. Ủa, mấy đứa mới tới đó hả? Dạ, Bin, qua vòng tay thưa bà ngoại đi con. Chào ngoại. Trời ơi, giỏi quá, qua đây ngoại nè. Sao, qua đây có gì không? Dạ, có chứ. Hôm nay cuối tuần, nhà mình có gì vui không má? Bin Bin. Nè nè, hôm nay là ngày thứ bảy, có gì vui đâu con ha. Mới nghỉ ở nhà có mấy tháng mà em thấy anh hai đẹp trai ra đó nha. Chào anh hai. Chào em. Anh hai khỏe không? Cảm ơn em. Anh hai có việc làm chưa? Chưa. Sao ngộ vậy? Giáo viên giỏi mà không có trường nào nhận là sao? Cái này mới ngộ nè. Vô nhà nãy giờ mà không ai chịu ngồi gì hết trơn á. Đúng rồi. Cô Bin qua đây ngồi với ngoại. Lại đây con. Hai em uống nước đi. Dạ cảm ơn anh hai. Thôi nước trà em không có uống đâu. Em sợ uống nước trà mất ngủ. Với lại chồng em ổng quê uống bia rồi. Bậy, anh uống bia nào. Hai đứa qua đây có chuyện gì không vậy? Anh hai với má hỏi hoài có một câu à. Giờ chồng em qua đây trước là để thăm anh hai với má, sao để gửi thằng Bin luôn. Em đi đâu mà sao không cho nó theo? Cho nó theo vướng víu tay chân lắm. Với lại anh sợ em để thằng Bin ở đây rồi không ai nấu cơm cho anh ăn hả? Chắc là anh hai cũng đi chơi với chị Thư á, đâu cần cơm nhà. Thôi được rồi, để cô Bin ở đây với má, cho hai đứa đi đi. Dạ. Rồi cô Bin đi xuống đây với ngoại nghe. Đi 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 đi. Sao anh hai không đi làm ở công ty chị Thư á? Anh lo gì chuyện đó. Anh hai á tính kỹ rồi, phải đợi chị Thư năn nỉ rồi mới tới làm, vậy mới có giá chứ. Ý, chị Thư đến kìa anh. Bà này linh ghê, vừa nhắc cái tới liền hả? Phải mà nhắc tiền nhắc bạc mà tới nhanh vậy thì cũng đỡ biết mấy. Má ơi, nhà mình có khách quý nè má ơi. Rồi. Con ha. Ngồi xuống đây với ngoại. Dạ con chào bác. Trời ơi. Chào cả nhà. Chị của em hôm nay đi đâu mà xinh đẹp quá vậy nè. Trời ơi. Thôi đủ rồi đó. Chị ngồi đây đi chị. Xích qua kia coi. Cảm ơn em. Ngồi đây đi chị. Dạ thưa bác, hôm nay cuối tuần con tới đây mời cả nhà và bác đi ăn với tụi con nha. Ủa, chứ không phải chị mời một mình anh hai em thôi hả? Cảm ơn chị. Đồ khỉ. Vợ chồng tôi đã có kế hoạch rồi. Vậy hả? Tiếc ghê. Vậy thôi hẹn chị Thư bữa khác nha. Thôi hay là mình ở nhà đi em, tại vì anh sợ má trong của Bin không nổi. Dạ vậy cũng được. Làm gì mà không nổi, tụi em gửi thằng Bin ở đây hoài hả? Anh làm như tụi em mới gửi ngày 1 ngày 2 vậy đó. Anh nói vậy vợ chồng em buồn đó. Thôi được rồi, mấy đứa cứ đi chơi hết đi. Dạ. Để cô Bin ở nhà với bà ngoại. Hai con ha.
Vậy biết ở nhà với bà ngoại nha. Vậy vợ chồng con đi trước nha má. Vợ chồng em đi đây nha. Anh chị ăn tối vui vẻ nha. Em đi. Mẹ đi không có nhớ tới con cái gì hết trơn à. Bin, qua cô Thư biểu coi. Nè cô Bin nè, qua cô Thư đi con. Đây. Nờ, chạy qua. Đó. Ngoan quá à. Thiệt là chán quá. Ừ. Lúc nào cũng vậy hết. Ơ ừ? À, tụi nó kìa. Ủa, tụi bay. Sao tụi bay ở đây vậy? Tưởng tụi bay về hết rồi chứ. Chị tao không có ở nhà. Ba má thằng Lâm cũng vậy á. Thảo, Thảo không về nhà hả? Có tuần nào nó về nhà đâu mà hỏi. Mệt tụi bay quá. Giờ đứng đi tám hả? Mày định rủ tụi tao đi đâu vậy? Không đi không được. Mày thấy ai đang đi ra không? Hả? Trời, thầy Quy. Gió. Ê, 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 Thảo, Thảo, Thảo. Đi. Đi mà. Alo, Quy hả? Ừ, mình đây. Nhớ gì không bằng Hiền? Nhớ chứ. Thứ hai tới trường nội trú, dạy thế cho Quy một tháng. Ừ. Tôi đã nói với ban giám hiệu rồi. Họ cũng đã đồng ý để cho Tường dạy thay tôi. Ráng. Phải dạy cho đủ một tháng nghe. Đừng có bỏ của chạy lấy người đó. Yên trí đi. Tôi đã hứa rồi mà. Ừ. Vậy đi ha. Bye bye. Rồi. Tránh ra, tránh ra chỗ khác thôi. Ê, ê, Bảo Ngọc, cái này dễ thương này Bảo Ngọc. Mặc thử coi đẹp không? Thằng Lâm không mặc được đâu. Nam, 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 cái này mày hợp với Nam đó. Quá ha. Mày mặc được đúng rồi Nam đó. Này, Nam. Đúng rồi đó. Hả? Cái này mày mặc đẹp nè. Nè nè, mặc cái này nè. Ôi. Đẹp chưa? Ê, cái này đẹp không? Ê, thấy tao đẹp không? Đẹp không? Đẹp quá hả? Được á. Ê, chết ra, chết ra, tôi lấy cái này coi. Cái này mà cái này không? Bây giờ mình đi ăn nha. Ê tụi bay coi kìa. Cần dính chùm vậy không trời? Đâu? Ờ. Tao cũng không ưa mấy cảnh này nha. Ê, để tao. Anh, nhãn hiệu thời trang này em rất là thích, đẹp lắm. Nè. Nè, sao? Em có sao không vậy? Em không sao, anh có sao không? Không. Hai ba bốn năm sáu bảy tám, hai ba bốn năm sáu bảy tám. Gọi nhỏ lại. Nhớ. Nhảy gì vậy hoài à? Tao nhảy nữa, tao nhảy nữa. Ôi, mày nhảy dở ẹc à? Chỗ hai đứa tao đang chơi hay, mày xuống đi, hai đứa tao chơi tiếp. Ừ, xuống đi. Nhảy. Cố lên. Cậu tao nhảy nè. Anh hả? Anh nhảy không? Thôi. Già quá rồi nhảy gì nổi nữa trời. Chơi bóng rổ nha. Cái gì vậy anh trai? Già đầu rồi mà còn muốn thử sức nữa hả? Thôi mình đi em. Khoan. Sáng giờ gặp anh hai lần thì coi như là có duyên rồi. Vô chơi chung đi. Giữ gì vậy? Giữ gì vậy? Sắp tranh tài. Là sao? Tao không hiểu. Mày về ngủ giấc đi là hiểu liền à. Các em muốn thi sao? Bây giờ hai người sẽ chơi. Hết thời gian ai cao điểm hơn người đó sẽ thắng. Giải thưởng là 10 con cấu bông. Ok. Được, chơi. Coi chừng thua nha anh trai. Let's get this party started. Bên này nè. Cố lên, cố lên. Let's get this party started. Cố lên, cố lên. 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 Cố lên, cố lên.
kỳ vậy? Đi ra. Đi. Thôi đi. Đi. Mấy đứa hồi nãy cả tôi học trò anh. Anh lại nhớ trường cũ nữa hả? Anh à, anh đừng có buồn nữa. Hay là anh về công ty làm với em nha. Em rất là cần anh. Anh chỉ muốn em làm bạn gái của anh, chứ anh không muốn em làm giám đốc của anh đâu. Nhìn cái túi thú nhồi bông của ổng bả dễ quê quá. Ê, qua chơm đi. Khùng hả mày, túi chần chần vậy sao chơm? Ê, hay là tao dùng mỹ nhân kế, tao dụ ổng để tụi bay chơm nha. Khùng vừa vừa thôi má, dụ ổng đâu bả làm sao? Thì thằng Nam vô dụ tiếp. Ê, tao không bị bệnh nha mày, mày giết chết tao đi. Ê, tôi có ý này nè. Được đó, được được, được đó. Ok. Ok. Em có sao không? Ê, ông làm gì vậy? Bỏ ra. Có sao không? Em có sao không? Bây giờ muốn gì? Ổng cố tình ngán ghế cho tụi mình té á. Xin lỗi em. Làm người ta té rồi xin lỗi tiếng là xong hả? Thôi, các em cho anh chị xin lỗi nha. Em có sao không vậy? Hay là để chị lấy dầu bôi cho em nha? Thôi, không sao đâu. Bớt quá tạm nữa nhanh trai. Đi. Ngồi đi em. Ủa, cái túi thú nhiều bông ở đây đâu rồi? Anh biết ai lấy rồi? Cho em nè. 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 Thích không? Em thích mùi gì? Mà đỏ có nè. Dễ thương không? Ê, ông ra, ông ra kìa. Chạy. Chạy nhanh lên đi. Nhanh 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 lên. Đi 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 đi. Đi nè nè. Ê ê ê, chờ với. Ê ê. Này con. Nè của con nè. Cầm đi. Đi lẹ đi. Đi. Cảm ơn chị. Ê, gì coi kìa. Nhìn gì? Nhìn kỹ đi. Ê tụi bay coi kìa. Cần dính chùm gì không trời? Đâu? Trời ơi. Làm người ta té rồi xin lỗi tiếng là xong hả? Bớt quá tàm nữa nhanh trai.
Dạ, anh cần gặp ai ạ? À, tôi là Tường, tôi muốn gặp ban giám hiệu. Dạ, anh có phải là Nguyễn Mạnh Tường không ạ? À, phải. Thầy hiệu trưởng á, đang chờ anh lâu lắm đó. À, bây giờ anh đi theo em nha. Ừ. Mời anh. Cảm ơn. Nè, mới tới trường mặn mặt lôi thôi như vậy, không biết thầy giáo này có dạy được không? Biết đâu đó là cách gây ấn tượng thì sao? Dạ chào thầy. À, thầy, thầy là thầy Tường à? Dạ. À, mời thầy ngồi. Mời thầy uống nước. Dạ, cảm ơn thầy. Tôi đã được nghe thầy Quy nói về thầy. Tôi cũng xin được nói luôn. Sở dĩ tôi đồng ý để thầy thay thầy Quy là vì tôi vốn cảm phục chuyên môn của thầy trong hội nghị báo cáo điển hình của sở. Dạ. Trường của chúng tôi là trường nội trú. Vì vậy, ngoài chuyên môn, giáo viên còn phải có tấm lòng. Em hiểu. Ngoài giảng dạy, thầy còn phải kiêm luôn công việc giám thị của thầy Huy. Vì vậy, tôi phải nói thật với thầy, học sinh của tôi đa phần vì hoàn cảnh gia đình mà phải gửi vào trường. Các em đều bị dồn nén tâm lý, lúc nào cũng muốn nổi loạn. Trước khi vào trường, thầy Tường đã đụng với học sinh nội trú rồi phải không? Sao thầy biết à? Nhìn áo thầy là tôi biết ngay mà. Ừ. Nhưng thầy còn phải chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều trò nữa. Bây giờ tôi sẽ nhờ cô Bảo Mẫu dẫn thầy đi tham quan và làm quen. Dạ. Tôi là Hạnh, quản lý phòng học sinh nữ ở đây. Có gì thì thầy cứ gọi cho tôi. Vâng. Buổi tối tôi sẽ ngủ ở phòng các em nữ. Chết. Còn thầy sẽ ngủ ở phòng các em nam. Sau giờ dạy thì thầy quản lý các học sinh nam. Ừ. Ai trốn học ở đây? Buông ra ngay. Có muốn bị phạt không? Các em ở đây thì khác với các em học sinh trường ngoài nhiều lắm. Nghịch ngợm hơn, quậy phá hơn, nhưng cũng tình cảm nhiều hơn. Nếu ở lâu thì thầy sẽ nhận ra điều đó. Ừ. Mời thầy. Chí Huy rồi, Chí Huy rồi. Ừ? Lại đi. Trời ơi, Chí Huy rồi. Cái gì vậy? Dạ? Cái gì vậy? Anh trai hôm qua là thầy giáo mới của trường mình mà hổng chừng còn dạy lớp mình ở đó. Hả? Ừ. Ừ. Ê, gì vậy? Thiệt không vậy? Chết rồi. Làm sao giờ? Ổng mới làm giám thị là tụi mình chết luôn đó. Ừ. Vậy á thì phải kiếm cách đẩy ông đi cho lẹ. Ừ. Ê, ừ ha. Nếu vậy á, ổng sẽ là giám thị thứ năm bị tiễn lên đường. Ừ. Yeah. Yeah. Trời đất, ve gì mà sớm vậy? Chưa biết là ai ve trước nữa đó. Ừ. Ê, khoan, khoan đã. Tôi có ý kiến gì. Tôi thấy anh trai đó cũng đẹp trai á. Trời, trời ơi. Giờ tám lại, cô nương muốn gì? Hay là mình đi cá cược với nhau đi. Cá gì mới được chứ. À, thì mấy bạn cá tôi có cua được thầy không? Ồ, Phi Anh. Hôm nay em bị bệnh hả? Đúng là điên cũng là một ý kiến hay. Một là thầy sẽ ra đi trong ngậm ngùi. Hai là nữ sát thủ sẽ cua được thầy. Được đó. Bây giờ ai theo cách một? Tôi. Cách hai? Tôi. Mấy người nhớ mấy người nha. Rồi mấy người sẽ thấy lợi hại của ta. Ha ha ha. Bỏ tay. Ha.
phải không? Nó bị bệnh. Hai thầy có thấy ông thầy mới làm sao sao không? Sao là làm sao? Cô tiếp xúc với thầy Tường rồi à? Chưa. Tôi chưa có tiếp xúc. Nhưng mà tôi nghe mọi người nói là ông làm lôi thôi lết hết lắm. Lại nghe nói. Theo tôi thì phải tiếp xúc, nói chuyện, mình trao đổi rồi mới biết người ta ra làm sao chứ. Nói chuyện như thầy, nếu mà đợi mình tìm hiểu, hiểu được người ta rồi, lúc đó hết học kỳ rồi còn gì nữa. Với lại ông dạy thai có một tháng thôi chứ mấy. À, thầy Tường đến rồi kìa. Chúng ta sẽ có việc cần bàn với nhau. À, mời thầy ngồi. Dạ. Đây là thầy Nguyễn Mạnh Tường, giáo viên toán, đồng thời cũng là giám thị của lớp 12A1. Thầy Tường sẽ thay thầy Huy trong vòng một tháng để quản lý các em. Còn đây là thầy Phong, hiệu phó chuyên môn. Chào thầy. Dạ chào thầy. Còn đây là cô Liên, hiệu phó hành chánh, được coi là tay hòm chìa khóa của nhà trường. Dạ thầy nói quá à. Dạ chào thầy. Chào cô. Sau khi tham quan thầy thấy thế nào? Dạ. Dạ. Nói chung á là học sinh trường này khá quậy. Anh, không phải gọi là khá quậy mà phải gọi là siêu quậy. Nhất là cái lớp 12A1 của thầy đó thầy Tường. Mà sức học cũng bình thường thôi. Sao gọi là thường? Phải gọi là vừa dốt vừa lười. Nhất là cái lớp của thầy đó thầy Tường. Cô Liên nó nghe khủng bố tinh thần của thầy Tường quá. Thầy Tường mà bỏ trốn luôn là tôi bắt đền cô đó. Thầy này, tôi khủng bố tinh thần hồi nào? Cái này tôi chỉ là củng cố tinh thần để cho thầy đỡ bị sốc khi gặp lớp thôi mà. Tôi đã đi dạy được 10 năm. Nói chung mà cũng có một chút kinh nghiệm. Nếu trong vòng một tuần mà thầy Tường làm tốt công việc, tôi sẽ nhường luôn cái chức hiệu phó chuyên môn cho thầy. Anh này, thôi bây giờ vậy đi, coi như là tôi với thầy hiệu trưởng đây làm chứng nha. Nếu như là thầy Tường mà không làm được đó thì coi như là thầy phải đãi nguyên một trường uống cà phê, được không? Vậy nha. Chào thầy. Chào anh. Xe thầy bị bể bánh hay sao vậy? Dạ. Anh có biết chỗ nào gần đây giá xe không? Dạ có. Bây giờ thầy đi ra cổng nha. Cái thầy quẹo trái 50 mét là thầy thấy à. Chỗ đó giá xe chắc lắm á. Dạ cảm ơn anh. Dạ. Tụi bay vừa phải thôi nha. Thấy thầy mới rằng hiếp phải không? Coi chừng tao mét thầy hiệu trưởng đó. Vô, vô mau.
Xem đâu? Ngoài kia kìa. Mà sao á, anh chỉ quan tâm tới cái xe, còn tôi thì anh không lo. Bao nhiêu âu lo nương nấu, cha mong bên vui theo ta mãi mãi, mẹ mong tương lai cây tươi đơm trái. Tình bạn càng thâm thiết, tay trong tay nắm chặt. Ôi bao dung làm thầy luôn quan tâm, người sẽ chia bên nhau tháng năm, mình nổi chú dưới mái trường. Hãy cố gắng giữ lấy những khoảnh khắc đã thấy là một niềm tin bắt đầu. Hãy bước tới phía trước, tin đôi ánh nắng là một ngày mới bắt đầu. Có những lúc vấp ngã, có những lúc xoay trá, cuộc đời đôi khi như trả giá. Mong thức giấc ban mai, nghe tới yêu thương ai là một niềm vui trở lại. Hãy cố gắng giữ lấy những khoảnh khắc đã thấy là một niềm tin bắt đầu. Hãy bước tới phía trước, đi đôi với ánh nắng là một ngày mới bắt đầu. Có những lúc vấp ngã, có những lúc xoay trá, cuộc đời đôi khi như trả giá. Một thứ giấc ban mai, nghe tay yêu thương ai là một niềm vui trở lại. Có những lúc vấp ngã, có những lúc xoay trá, cuộc đời đôi khi như trả giá. Một thứ giấc ban mai, nghe tay yêu thương ai là một niềm vui trở lại. Qua đi rồi ngày dài bão giông, và tìm thấy niềm vui trở lại.